Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Tú xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Để tiếp tục chương trình làm chân dung Tam Bảo Phủ Quyền để nhằm phục vụ cho bà con tín đồ, anh chị em đồng đạo có nhu cầu thượng ngôi Tam Bảo chân dung Đức Thầy. Thì ngày hôm nay tiếp tục là thầy Tú và anh Bảy cùng anh Hai, ba anh em tiếp tục làm chân dung Tam Bảo. Thì sáng tới giờ là mình cắt khuôn. Anh Bảy thì dán đề can, anh Hai thì dán đèn led. Thì đây là những khuôn đèn led đã được dán xong. Cái khuôn làm rất là tỉ mỉ quý vị. Rất vuông luôn á. Thì được một tay thợ kéo tay thợ hồ. Rồi kim luôn thợ đóng lao phong. Rồi làm gỗ, làm cây hết luôn. Rồi bữa nay tham gia làm từ thiện. Dán những khuôn đèn rất là khéo. Ai có nhu cầu dán đèn led lưu động thì liên hệ với anh Hai nha. Đây là những cái chân dung của thầy đã làm xong, đã dựng lên trên trên kệ đang chuẩn bị đi giao cho đồng đạo. Và đây là miếng đề can của quyền, chút nữa đây cũng vô khuôn cũng đi giao cho đồng đạo luôn. Đây là miếng của quyền dán xong rồi vô khuôn rồi nè quý vị. Còn đây là miếng của quyền nhỏ dán xong rồi cũng chưa có đi vô khuôn. Đây cũng chờ cái vị đồng đạo đó để cho biết cái vô cái khuôn nhôm hay là nhôm vàng hay là nhôm giả gỗ, tùy theo cái nhu cầu của đồng đạo mình đó. Và bên cạnh đó đại Tú cũng chuẩn bị làm 20 bộ Tam Bảo chân dung khuôn nhỏ để vô ban trị sự đặng cho bà con thỉnh. Thì số tiền 20 bộ chân dung đó là sự tài trợ của chị Thủy Châu. Thì chắc cũng bữa hai bữa nữa làm cho nhọn mấy cái bộ chân dung lớn, thì sẽ tiếp tục làm chân dung nhỏ đặng cho cô bác mình thỉnh. Đây là những miếng đề can vừa mới dán xong nữa gì. Mấy cái khuôn này khuôn lớn không đó, chút nó đi sẽ vô khuôn sẽ đi thượng cho nhà đồng đạo. Còn ở đây là miếng Tam Bảo dán đề can. Này là Tam Bảo dán đề can chứ không phải là sơn, miếng đèn già nè quý vị. Đèn già này dán đề can chứ không phải là sơn nha. Còn đây là những cái hộp đèn led. Đây là những cái đề can mà đại Tú đã đặt ở trên quảng cáo đem về nè, đang mình dán nè. Đây là những cái miếng chanh có hình đồng đạo cúng lại đó, để cô giảng Đức Thầy cho mọi người ý thức cũng như là nhắc nhở hàng ngày cho tất cả những cô bác anh chị em mình nhớ lại lời dạy của Đức Thầy là cố gắng lo tu hành để mình cùng tu tập để vượt qua cái sự mà khổ đau, mong tiến về cõi Phật để được an lành, không còn chịu sự chi phối của định lực nữa. Thì cũng rất mong cô bác anh chị em mình ủng hộ chương trình của đại Tú cũng như là chương trình làm chân dung Tam Bảo. Ai có nhu cầu thì liên hệ. Tại bên cạnh đó thì ai có muốn ủng hộ để làm chân dung Tam Bảo hay là cho tiền người nghèo mua cá phóng sanh gì đó, quý vị nếu mà đặt niềm tin thì quý vị cứ gửi thì đại Tú sẽ làm cái nhịp cầu nối để làm công tác từ thiện để giúp đỡ cho tất cả mọi người. Đây là miếng lục tự Di Đà nha, dán đề can đã xong nè, rất là đẹp. Đây có hình của ông cụ Nguyễn nữa nè, hình của bác Hồ. Đây là miếng của quyền lớn, nền dài chữ vàng. Đúng rồi, nền dài chữ vàng. Chân dung thầy đèn led. Chân dung thầy di tính. Đây là 36 ảnh của Đức Thầy. Rồi, quay sơ lược qua cho cô bác mình xem vậy thôi nghe quý vị. Chúc tất cả mọi người coi chương trình thật niềm vui và hạnh phúc.
chúc tất cả đồng đạo mình tu hành tinh tấn, chúc tất cả mọi người luôn hướng về chánh pháp Như Lai. Chúng ta dốc lòng tu tập trong một kiếp này để hầu là vãng mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thầy nói là môn tịnh độ là phương cứu cánh á, dáng phụng hành cái phụ Phật xưa. Ta bà đắc khách về tạm ở cực lạc quê xưa, nhất định về nghe quý vị. Người ta bà là chỗ náo nương Tây phương cực lạc mới là quê hương mình. Như là nơi nhà xưa cảnh cũ hãy về. Mẹ đang ngóng, bà đang ngóng, mẹ cha đang đợi, có mấy thì cũng phải gán về cho tới, gặp gỡ nhau một hội này thôi. Nếu chần chờ để trễ qua rồi, ác sao trải muôn đời khó gặp. Hãy cắn tu và hãy tu gấp gấp, tu cho kịp ngày Phật lập hội tràng, được ghi tên son tại bản vàng quý gấp hơn ngàn châu báu. Thì có sự tu là quý báu hơn hết nha quý vị. Tất cả trên thế gian này, phú hữu tứ hại đều, tất cả những tướng thế gian đều phải là hoại diệt hết. Chỉ có duy nhất là con đường tu hành được liễu đạo sẽ được an lạc tự tại, sẽ giải thoát an vui, không còn chịu sự mà chi phối bức bách của sự khổ đau trong cái thân xác này sanh già bệnh tử. Rồi thì sơ lược cho cô bác mình xem vị thân nghe quý vị. Thầy Tú xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.